Bên trong xa kia chúng ta thấy một cái đền. Chúng ta vào bên trong khám phá đây là cái đền gì. Đi đến đầu kia thì chúng ta sẽ gặp cái đập Thảo Long ngăn mặn trên sông Hương. Và đi tiếp một đoạn nữa thì chúng ta sẽ ra quốc lộ 49B trên cái hướng đường từ thành phố về biển Thuận An, thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì quý vị và các bạn để đến cái khu vực rừng rú chả này, ngay tại ngã ba rẽ về cầu Diên Trường, chúng ta chạy thẳng cái con đường này khoảng 2 km. Thì phía ngoài kia một cái khu rừng đang hot, rừng ngập mặn rú chả. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng với Huế Việt Nam ngày nay chúng ta đi ra khám phá cái rừng rú chả này như thế nào. Xin mời quý vị. Về đến đây thì có cái bảng chỉ dẫn rừng rú chả đi vào. Và đầu kia có một con đường nhỏ thôi bạn, người ta đang thi công. Rú chả là một khu rừng ngập mặn ở làng Thuần Hòa thuộc xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đây bây giờ đang là địa điểm tham quan du lịch khá là hot của các bạn trẻ ở Huế. Rất là đẹp. Đây chúng ta bắt đầu thấy cái tỉnh hoang dã thiên nhiên. Cũng bắt đầu thấy người rồi thưa bạn. Hai bên nước. Chứ đó người ta nói đây là rừng ngập mặn. Đây có người đang đi tham quan rồi. Bên trong xa kia chúng ta thấy một cái đền. Chúng ta vào bên trong khám phá đây là cái đền gì. Toàn có những cái góc dày đặc, trơ trọi, không có nhánh, không có lá. Gần như là trung tâm của cái khu rừng rú chả này. Đây là cái đền thờ Thánh Mẫu Nhị Vị Tông Ông của làng Thuận Hòa. Một ngôi đền ở sâu trong cái rừng cây âm u, có cái tính rất là thiêng liêng. Hòm công đức. Chúng ta vào giữa bàn thờ, nhìn lên này, cái bàn thờ cổ đền thưa các bạn, có các cái mâm trái cây đã còn mới, hoa cũng còn tươi, và có chiếu như như buổi tối, có vẻ có người ngủ ở đây. Cũng gần như là ở trung tâm của rừng rú chả này, chúng ta thấy có một cái tháp cánh gác. Cái tháp này cao vượt lên trên cả cái ngọn cây. Người ở trên cái tầng cao nhất có thể quan sát toàn khu vực này. Ồ, bây giờ mới tìm hiểu ra mấy cái lỗ này chính là mấy cái hang của mấy công công thưa bạn. Chúng ta cùng đi lên tháp view một vòng thưa bạn. Và đây là tầng trên cùng rồi. Gió ơi là gió luôn. Nếu đứng không vững là gió thổi siêu người thưa bạn. Nhìn xa xa kia chúng ta thấy cái đập Thảo Long. Nhìn về phía chỉ tay của mình là về phía cửa biển Thuận An thưa bạn. Chúng ta cùng view một vòng ở cái vị trí trên cao này. Ngoài kia là phá Tam Giang.
đằng xa kia chúng ta thấy có một cái cầu nhỏ nhỏ, tức là trên màn hình thôi. Đó chính là cái cầu Tam Giang, hay còn gọi là cái cầu Cá Cú. Nhìn cảnh quan rừng rủ trà từ trên cao, chúng ta thấy gió thổi làm đung đưa cả cái ngọn cây, trông rất là mềm mại, uyển chuyển và dễ thương. Ngoài những cái cây phổ biến ở trong cái khu rừng này, chúng ta thấy ngoài xa kia là có một cái cụm cây mà chúng ta thấy như là cây dừa nước. Cây dừa có thể lên phát triển ở cái khu vực nước ngập mặn. Ồ, nằm sâu trong rừng cây, chúng ta thấy có công trình bị đổ nát. Có vẻ như công trình này rất là lâu rồi thưa bạn. Và đằng kia là cái hình dạng nhà đang còn cái phần nền móng. Một cái di tích rất là lâu đời, bây giờ chúng ta thấy đổ nát hoàn toàn, chỉ còn giữ lại cái hình dạng nền móng của nó. Cái dấu của cái cột nó vẫn còn, tường sẽ bằng gạch. Rồi bên này có một nấm mồ rất là lớn thưa bạn. Trên cái bia của ngôi mộ này, chúng ta thấy có các cái chữ lớn dễ đọc: họ Đặng Duy, đệ nhất phái, phùng vì đệ tử Thế Tô, Trần Thị Xuyến, Trần Thất Chí Mộ, là cả cái chữ mà mình đọc. Một cái khu vực âm u giữa cái rừng ngập mặn, nhưng hôm nay thấy khô, không có nước. Chúng ta vẫn thấy còn những cái công trình di tích cổ, cũng là một điều khá là kỳ bí. Thấy phía đầu kia đông người, chúng ta chạy tới để xem tiếp thưa bạn. Đang chạy trên một cái con đường lùm cây dày đặc và hai bên là nước, cho nên chỉ cái cảm giác rất là mát. Ngoài kia có một cái ngôi nhà giống như là ở trên đảo. Đi ra cái ngôi nhà này, đi trên cái đường đất, có cái cảm giác là lạ, thích thích. Có vẻ như nhà này bạn ngạc quán nhậu thôi bạn. Có cả cái chòi trên mặt nước. Và ngoài kia có khách. Nha cháu, bạn quán nhậu à cháu? Hả? Dạ. À, có đông khách không? Dạ, tụi con ba tuy. À, tuy hả? Năm nay học lớp mấy rồi mới giỏi rứa? Lớp 7 hả? À. Cháu ở đây lâu chưa? Ở trong làng hả? Ở trong làng hả? Ra đây bạn thôi à? À, bạn cho mẹ à? Mẹ ở một mình ở đây thôi à? À, phải uống nữa hả? À, uống mẹ ở đây lâu máu rồi. Ồ, 37 năm luôn hả? Ồ, được à. Chúng ta đi vào nhà xem thử có uống mẹ không. Ồ, có nơi, có ai cả. Có cái cùi này, tức là cái gạt mưng rê thôi các bạn. Rồi cái giường tre này rất là xưa, một thời gọi là thời xưa cơ cực, có thể dùng cái từ như vậy. Cái bếp có củi bên trên, ông mẹ tranh thủ bơi ghe đi chặt các cái cây củi trong cái rừng này để mình nấu nướng đây. Bếp cái kiêng được kê bằng hai cái thanh sắt.
rất là thô sơ. Bên cạnh đó có một cái thùng. Cái thùng này đang đựng củi để mà chuẩn cả cái sáo ngà đang đen. Thế rồi cái cửa này dùng để mà lật lên lật xuống lấy ánh sáng trong nhà. Cái củi thưa bạn, những cái hình ảnh một thời xa xưa. Mình xin phép mẹ mở thử trong có cái gì đó. Có nồi cơm, tô canh đang còn dở dang. Tò mò tí. Một cái lu, không biết mẹ đựng cái gì đây. Ô nước, chắc là tích trữ nước ngọt, nước mưa để sinh hoạt, vì đây chung quanh là nước mặn. Ồ, ở đây mẹ cũng có cái chiếu nằm giữa đất này. Rồi ở đây cũng có cái giường này. Bên trên cũng có cái gạt thưa bạn. Cái gạt bằng tre để cất cả cái đồ đạc, phòng khi nước lên cao về mùa lụt. Ồ, dưới này mẹ có thêm cái bếp nữa. Bếp ga. Một cái quang cảnh phải nói là gợi nhớ một thời rách nát, che chắn tạm bợ. Cái thời mà ngay cả bình lớn lên cũng tương tự như thế này thưa bạn. Còn tệ hơn nữa là đang khác. Có cái cửa đi ra một cái khu vực nước mặn. Ngoài kia là du khách. Khách ở ngoài kia ai bán đồ rứa hả? Mẹ đi mua rứa không thấy nữa cháu. Mẹ thăm ôn rồi. Thăm mô hả? Ôn. À thăm ôn hả? Dạ. Ôn ở mô mà thăm. Tên mình viên á. Ôn đâu à? Dạ. Ồ rứa à. Ôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? À, 70 mấy hả? Gần 80 hả? Ủa, à. Ồ, sau này ông mẹ có nuôi gà, có một cái chuồng gà rất là đẹp. Vịt nữa, rồi cả cái chòi nhầu nữa. Cái lưới bắt cá của ông mẹ và một cái thuyền nhỏ. Trên này có cả động lư để bắt cá luôn. Bây giờ đi tiếp quý vị. Tuy là trong rừng nhưng mà vẫn có đường bê tông, xe chạy vẫn là êm ả. Lâu lâu chúng ta thấy có một cái giỏ nhựa để bà con vứt rác. Đây là khu rừng dừa nước. Đi một lúc hết đường bê tông, chúng ta phải đi bộ trên cái con đường đất này. Đây là giống như một cái bờ để ngắm. Bây giờ chúng ta đi vào cái khu vực đường đất này. Ở hai bên hai hàng cây, các cái rễ nó trồi lên, trông rất là hoang dã. Có cái tỉnh là hơi hoang vu rùng rợn. Vâng, hôm nay như vậy là Huyền Việt Nam ngày nay đã mời quý vị và các bạn chúng ta về thăm cái rừng ngập mặn Rú Chá, xem một vòng cảnh quan. Quý vị thấy khu vực rừng này như thế nào? Bên đây có cảm giác rất là sạch đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Không quên like cho video cũng như bấm đăng ký để nhận được các video khác mà kênh YouTube cập nhật về các cái quán cảnh ở Huế đây đó. Khi quý vị đăng ký, quý vị nhớ bấm rung chuông, lúc đó mới cập nhật ngay các cái video về Việt Nam ngày nay tải lên. Để chúc quý vị bảo luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hẹn gặp lại quý vị vào các video tiếp theo.